không phải bỗng nhiên, mà đối với người Việt Nam ấy thì Phật giáo nó có một cái, nó lại gần gũi đến như vậy. Tượng Phật của người Việt không to lớn, không to lớn một chút nào, không phải là những cái pho tượng rất là khổng lồ như ở các nước như là Trung Quốc chẳng hạn hay là Thái Lan. Những tượng Phật của người Việt đôi khi nó chỉ cao ngần này thôi, 60, 80 hay là cao một chút chút thôi, và để trên một cái bệ cao. Nhưng ở đấy nó họ họ thấy rằng là cái pho tượng ấy về chùa, những cái ngôi chùa như là về nhà, và tìm ở đấy những cái sự giá trị về sự an ủi, những giá trị về một cái sự gần gũi, một cái sự thương mến, và ở đấy giống như là một cái nơi trú ngụ của tinh thần. Mà các cụ bảo rằng là tôi vào chùa tôi thích lắm, tôi thích lắm, và tôi cảm thấy rằng là tôi vào chùa tôi được như là tìm được cái sự tĩnh lặng, và cái không phải là sự cầu cho sự cái không phải là sự cầu cho sự giàu có mà đến chùa, mà cái sự giàu có mà người ta cần thiết nhất ở trong cái cuộc sống của đời thường ấy chính là sự giàu có về về mặt tinh thần. Mà điều này ấy, thì có lẽ là đến những ngôi chùa ta có được thông qua những cái pho tượng, thông qua những cái thông điệp về ngữ nghĩa được thể hiện trên những cái hình tượng ở trong các ngôi chùa. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.